tổng hợp những tình huống hài hước nhất khiến người xem không nhịn nổi cười. Đậu xanh, dép tao xuống bùn rồi nè. Trời ơi, chị gái thả thanh niên cờ họ dày que dùng cái đây. Nó báo nhanh dữ vậy chàng, phi hùng hục xuống ruộng với bùn lầy. Giờ thì còn làm dép bỏ chìm đắm luôn chứ. Thôi, xong cái phen này thì không có chủ tớ gì sớt. Cho nó vô sọt rác liền đi. Nuôi chỉ tốn pate với thịt mà hành cho chủ lên bờ xuống ruộng à. Tống đi mới vừa mắt. Ông anh mua nhầm khẩu trang sai trẻ em. Và cái kết. Thôi thì mất tiền thì đành phải đeo thôi đúng không nào? Chứ khổ nổi một cái là không có che được cái mỏ của ổng luôn kìa. Tức ghê á, mắt mũi làm sao mà mua lộn mất rồi. Giờ cái mồm tè he ra nè dần sao trời. Đang đi chơi ngon lành cây bà nhỏ dở cái trò hờn dỗi với ba và cái kết. Xin vĩnh biệt. Coi nè coi nè, ông anh sai ra tay suốt chiều này nha. Chạy tới dắt cái con xe đạp chị mất tiêu, làm cho con bé chạy theo bỏ cả đôi dép luôn rồi. Không có chịu đâu, trả xe lại cho em nhanh lên. Ông bố thì chỉ biết cầm dép bất lực chạy làm sao thôi à. Bé gái đang ngoác miệng ra ám thị. Rồi, có hiếu dữ luôn. Thấy ba đi tìm đồ, vậy là chạy đi tìm luôn mới ghê chứ. Nè, con tìm thấy rồi nè. Cảm ơn gái yêu nha. Khóc tiếp đi con. Trời, ba nhỏ khóc tiếp thiệt luôn nha quý vị. Giỏi quá con ơi. Sau này ba cho đi khóc thuê được á. Bé gái đang tính ăn bánh mà quỷ chó nhìn dữ hen. Thèm hả? Đó, cho miếng á, cắn ngay. Dạ cái cớp. Quỷ chó ăn tham tha luôn của nhỏ đi mất tiêu rồi. Ồ, trả đây, cắn con miếng mà trả tôi nữa chứ. Quỷ chó đúng là duyên chết liền luôn hen. Em bé ham hố lại gần đài phun nước chơi. Dạ cái kết. Rồi xong, thằng nhỏ vừa chui được vô một cái là nước nó phun tràn lan đại hải luôn kìa. Làm nhỏ hết cái hồn quậy xe gấp đi ra. Ôi chà, cái gì nó bao vây tôi vậy nè trời. Mẹ ơi, cứu con. Khi đang chơi trốn tìm mà ngủ quên kiểu. Rồi, ông con tính là trốn trong cái xô, vậy mà lại thiếp đi lúc nào không hay. Tao mày ba phải nhẹ nhàng xách cái xô vô phòng ngủ vậy đó. Cái lúc đặt xuống thì lại ăn dạ liền. Đang chơi trốn tìm sao đem con vô đây vậy? Nhưng mà sao cái miếng mắt nặng trĩu quá vậy nè? Khi con trai cưng uống sữa kìa. Trời ơi. Ông bố đặt cái bình sữa dưới chân thằng bé mà nó cắp đi rồi đưa lên miệng uống một cách mượt mà sao luôn. Trời ơi, đi ra là không cắp uống sữa cũng là một loại tài năng đó nha quý vị ơi. Khi chị gái có hai cô em sinh đôi thích cà khịa ả thì. Một chưởng cho mong luôn mà. Ủa, là ai đá mình vậy ta? Lại còn cố tình đá một bác nữa hả? Ui, ghê nhen. Cô nhóc quỳ xuống, ôm cái chân xin tha mạng mà ta nói nó cười muốn nội thương luôn hết trời. Kéo váy xuống cho mát đi chị đẹp. Ơ, cái con này, mày láo thiệt nha. Không, là không. Trời, ai biểu mặt váy quay làm gì? Làm cho em cờ khó đực, mừng quá trời mừng luôn kìa. Cứ một hai là đòi nhảy lên cho bằng được. Rồi vờn với thanh niên này có một lúc, có khi chị gái phải xách váy luôn ấy chứ. Ở đó mà đòi giữ sương sương nhiều giờ. Oshima, chuẩn cái bài mình muốn quẩy rồi. Nhảy, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Trời đất
đất ơi, biểu sao con bé đó làm dáng thấy tạo nét không? Tóc tai vuốt vuốt đồ, mông còn cong cớn cả lên nữa chứ. Thích chiếm spotlight hen. Ok, nhất cưng luôn. Có ai làm lại đâu. Mình kiểu nổi bật nhất hội luôn. Cái nét cực chill and riêng là thuộc về của bạn nhỏ này rồi. Tuyệt kệ là dời luôn. Ông bố mãi nằm ngủ không có trông chừng con gái và cái kết. Xin vĩnh biệt. Xong luôn, cây gốc yêu quý của mẹ nay còn đâu. Ba nhỏ bà giặt trụi hết trái mất rồi. Chơi cho đã cái nư rồi quay ra lấy cái dép đánh cái bóp gọi bố dậy dọn dẹp nữa chứ. Con ơi là con, má mà về là đời ba coi như là xong rồi cái ơi. Bác trai đang được lấy mẫu test Covid thì bất cái ngờ. Sao? Rụng luôn cái hàm răng giả luôn rồi. Há miệng kia buồn dày đâu có cái gì đỡ lại đâu mà chả rụng mất ha. Ủa bác ơi, cháu test Covid chứ có khám răng đâu ạ. Ôi trời đất ơi, ông bác quê xệ luôn rồi kìa. Lực chân của con gái đang ngủ ra á thì. Ba nhỏ nằm hai chân đúng kiểu không có phải dạng vừa đâu mà phải dạng rộng ra nha. U là trời, còn hơn 180 độ nữa chứ. Con gái mới giỏi quá à, rất có khiếu làm diễn viên múa ba lê nha. Ông bố đi vô phòng tắm thì bỗng thấy cậu con trai đang nghịch nước từ chiếc laptop thân yêu. Xin vĩnh biệt. Oh my god, cái món đồ chơi dưới nước này trong bộ là có vẻ xa xỉ quá hen. Bà không sao mà lại tắm lâu đến như vậy chứ. Tiếp theo. Ủa, bữa nay có nước cam hả ta? Cho tụi miếng coi. Cô áo đen vừa dứt lời ác thi, cô bạn kia liền đổ ra bàn, lấy khăn thấm rồi là dắt vô cốc xong mới đưa cho cô bạn áo đen. Đây đây, nước cam dắt hẳn hôi đó nha. Cô áo đen thì vẫn cầm lên định uống thử. Má ơi, mắc ói quá à. Còn đây, cô lao công đang dọn vệ sinh thì nhìn thấy anh trai đang tập gym liền bước tới. Nè, sai cách rồi cậu em ơi, tập vậy mới đúng nè. Cậu thanh niên đứng nhìn đầy bất ngờ. Bà này từ đâu ra vậy trời? Mở đầu là một nguồn năng lượng ngạo hết phần thiên hạ của cái con tí hí mặt ương này nè. Ai làm gì nó hết trơn mà nó nhảy lên nhảy xuống như vừa hất cuồng vậy á. Hay đồng đội ở bên cạnh thấy vậy thì cũng té rồi, vì sợ bị lây cái nguồn năng lượng thiểu năng của bạn cùng chuồng. Rồi tiếp theo, con mực này vô tình một cách cố ý lượm được cái que rõ là to, được gặm chơi chơi ai dè. Cơ hội trả thù rồi đây, chết mày nè. Rồi xong, nó ôm cái que lao vô xanh chín với con cờ hổ vàng luôn kìa. Còn đây, thanh niên chân ngắn khô gì đang nằm phơi thay ra ngủ giữa nhà thì bớt cái ngơ. Động đất. Con mẹ tính quạo với đứa dám phá giấc ngủ thì đụng ngay cái búa trên tay con sen. Ừ thì thôi, đành cơm nín nhịn trả thù sao vậy. Mở đầu là hình ảnh một chiếc cờ hó muốn vô cái đệm nằm mà rén con quỷ môn leo. Coi kìa, rén đến nỗi đi giật lùi luôn mới chịu. Kiểu em chỉ ngồi góc bé xíu này thôi à, đừng có khè em anh nha. Rồi tiếp theo, lạy chúa trên cao trên đà phao quá, đừng có mẹ kia đánh hơi ra con. Thanh niên bố trồ này chắc là bị bạo hành dữ quá nên nó né con môn leo như tránh tà vậy á. Cơ mà nó tính sao bằng con mẹ kia tính được. Này thì giả đò nè, này thì bố láo nè. Rồi xong, vẫn bị giả tới tấp như thường à. Còn đây, một trường hợp hắc não mọi người xem. Xe bị khóa cổ và đi cưa lốp. Ủa, bí
thấy bạn á là có thấy sai sai giống mình không ta? Không có biết là ông có ổn không mà làm cái điều khó hiểu dữ à. Đúng là cái IQ vô cực nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào.